Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, tháng 7, âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Ất Tỵ trong tháng cô hồn là người cực kỳ may mắn. Họ được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Mặc dù đây là tháng cô hồn, tháng của cô hồn xã quỷ, khiến biết bao nhiêu người phải lo lắng, bất an. Nhưng với những người tuổi Ất Tỵ lại khác, đây dường như là tháng may mắn dành cho họ. Như quý vị đã biết, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ là những người có trí tuệ và khả năng quan sát rất nhạy bén. Không ai có khả năng tư duy nhanh nhạy như họ, có tầm nhìn xa, trông rộng, năng lực xã giao xuất chúng. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Tỵ mệnh hỏa đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những thứ xa xỉ, quyền lực. Họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người phải nể phục, kính trọng. Hơn thế nữa, khi giải quyết một vấn đề, họ sẽ không bao giờ nóng nảy, tùy tiện bởi những người tuổi Ất Tỵ hiểu rõ, sự vội vàng sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Không ai có thể suy luận sắc bén, chính xác bằng tuổi Ất Tỵ. Vì thế họ trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc, tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động, mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng kỳ thực, nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 âm lịch cho gia chủ Ất Tỵ về vận trình sự nghiệp. Nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính được hợp tác làm ăn. Ất âm mộc gặp bính dương hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Ất Tỵ. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt sẽ có được tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi mệnh chủ ở phía trước. Ngoài ra năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Quý gia chủ thân mến, trong tháng này những người tuổi Ất Tỵ sẽ cần cẩn trọng trong đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tháng này, mệnh chủ sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác, dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp.
những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Ất Tỵ không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ. Từ đó tay lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ tháng 7 âm lịch, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp mệnh chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này chuyện làm ăn khó bê phát lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Mệnh chủ cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của, mệnh chủ hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, mệnh chủ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho mệnh chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, mệnh chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư, trong làm ăn, trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể mệnh chủ đã từng cãi nhau với bạn đời vì mệnh chủ quá cứng đầu, nhưng mệnh chủ cũng sẽ rất hợp trong gia đình mệnh chủ có gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Nam mệnh tuổi Ất Tỵ nếu vẫn còn độc thân thì tháng này sẽ là tháng. Gia chủ Ất Tỵ thường có ngoại hình khá đẹp, thu hút người khác giới, bản mệnh cũng dễ tìm thấy nhân duyên, có những mối tình khắc cốt, ghi tâm. Tuy nhiên, trong chuyện kết hôn, bản mệnh thường có suy nghĩ độc lập nên khó có thể được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ. Quý gia chủ thân mến, việc kết hôn sớm cũng không phải là việc sợ hãi. Hôn nhân có những hạnh phúc của hôn nhân, vậy nên cứ tìm hiểu thật kỹ càng rồi mới kết hôn. Đừng lo lắng, sợ hãi việc mệnh chủ không hạnh phúc. Đặc biệt, Thầy Gia Cát quý gia chủ Ất Tỵ hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh mệnh chủ. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho mệnh chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Cây phong thủy Gia Cát nhắc nhở gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Mệnh chủ có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến mệnh chủ không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất,
thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Ất Tỵ có thì nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời mọi người hãy cùng tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp kỷ hợi, nạp âm, bình địa mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, tân hợi, nạp âm, thoa xuyên kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Ất Tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bình thân, nạp âm, sơn hạ hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, mậu thân, nạp âm, đại dịch thổ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Để công việc hành thông may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ về trình tử vi của gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.